đang đó, đây nó thắng. Nó cái thịt cơm đó. Trước thầy kêu thầy nói thầy ghé đi làm hai giờ trời làm cái xe được khỉa, cái xe này xe đa thì nó vô phẳng phun, còn xe đặt vô đĩa trước rồi mình canh nó lại sao rồi mới xiết. Giờ bật cái phá lên đi. Cái cuộn nó cứng rồi. Dặn bật cái phá chạy được rồi. Nó... mới giờ không quen. Thì thắng cái tay đó, thầy thắng. Đó cái thịt đàn trường đó. Thì cũng mười mấy ký, xe này điện cũng mười mấy ký. À được rồi. Lấy được. Nó. Đây là tấm 2 đường 3 như tấm cộng hả? Bỏ ấm lên đổ cái đèn lên cái càng lên. Cho nó dính nước cả. Xuống nước cả.